Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự lúc 11 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin. Các trường trung học phổ thông ở Cần Đức tích cực chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Thị trường hải sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã nhộn nhịp trở lại, lượng tiêu thụ hải sản bắt đầu gia tăng, ghi nhận của phóng viên thời sự có trong nội dung phần tin trong nước. Trên thế giới, Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria. Bây giờ, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của bản tin. Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động quý 1 và triển khai chương trình công tác quý 2 năm 2017. Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành Trương Giang Biết chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2017, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, đôn đốc các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đảm bảo thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri gắn với việc triển khai các nghị quyết kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp gửi đến Ủy ban Nhân dân huyện và các ngành chức năng xem xét giải quyết và đôn đốc việc thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện, số lượng các đại biểu tham gia thảo luận và chất vấn các ngành còn hạn chế, một số xã chậm triển khai kế hoạch giám sát khảo sát của Hội đồng Nhân dân huyện. Tại hội nghị, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành Trương Giang Biết yêu cầu trong quý 2 năm 2017, Hội đồng Nhân dân huyện cần tập trung giám sát chương trình thực hiện lộ trình xây dựng xã nông thôn mới ở 3 xã Vĩnh Công, Thanh Vĩnh Đông và Thành Phú Long, đồng thời kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Bên cạnh đó, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã trao tặng giấy khen cho 9 tập thể và 66 cá nhân đã có thành tích tốt trong hoạt động Hội đồng Nhân dân năm 2016. Lãnh đạo thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường do Bí thư thị ủy Phạm Tấn Hòa làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Kiến Tường, Ban giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên thị xã về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Năm học 2016-2017, trên địa bàn thị xã có 517 học sinh đang theo học lớp 12 tại trường Trung học phổ thông Kiến Tường và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên thị xã Kiến Tường. Sau khi nắm được những đổi mới trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017, Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Kiến Tường, Ban giám đốc trung tâm đã tập trung tuyên truyền phổ biến về phương án, quy chế thi đến tất cả giáo viên, học sinh và có những điều chỉnh phù hợp trong phương pháp dạy học, ôn tập cho học sinh, giúp cho học sinh trang bị kiến thức, kỹ năng tốt nhất. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã và đang được tiến hành tích cực. Ngoài việc trang bị cho thí sinh đủ lượng kiến thức cần thiết, trường Trung học phổ thông và trung tâm rất quan tâm khâu tổ chức tuyên truyền các điểm mới của kỳ thi. Một trong những thay đổi đáng chú ý là năm nay trên địa bàn thị xã sẽ thành lập một điểm thi đặt tại trường Trung học phổ thông Kiến Tường. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường đã trực tiếp đi khảo sát thực tế, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ kỳ thi và thống nhất phương án sửa chữa các phòng thi đang bị xuống cấp, đảm bảo kỳ thi tuyệt đối an toàn, nghiêm túc và chất lượng nhất. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 26 tháng 4 2017, sớm hơn so với những năm trước. Ngoài việc thay đổi thời gian thi từ 2 ngày rưỡi so với 4 ngày như trước đây, thì nhiều điểm mới của kỳ thi cũng đã được các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Cần Đức thông tin kịp thời để các em học sinh chủ động hơn. Tại trường Trung học phổ thông Cần Đức, một trong 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện, việc hướng dẫn cho học sinh đăng ký dự thi đã được hoàn tất. Toàn trường có hơn 450 học sinh, bao gồm hệ giáo dục thường xuyên. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã khảo sát nắm danh sách học sinh yếu để xây dựng nhiều bộ đề thi, làm cơ sở để kiểm tra đánh giá chất lượng định kỳ. Trường cũng tổ chức dạy buổi chiều. Những cái môn toán, văn, anh văn thì em tăng được 3 tiết, những môn còn lại tăng 2 tiết cho đại trà các em, nhưng mà cũng phân theo trình độ, theo bảng điểm giao cho giáo viên bộ môn trực tiếp để gửi những danh sách học sinh mà gọi là có nguy cơ rớt tốt nghiệp theo dõi trong vòng 1 tháng và để xem các em nó có tiến bộ hay không. Nếu không thì dạy tăng tiết thêm là mỗi môn vậy là 2 tiết. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016-2017, học sinh hệ Trung học phổ thông làm 4 bài thi, trong đó có 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và chọn một hoặc cả 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc bài tổ hợp khoa học xã hội gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Học sinh hệ Giáo dục thường xuyên làm 3 bài thi, trong đó có 2 bài thi bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và 1 bài tự chọn trắc nghiệm.
ngữ văn là môn duy nhất thi tự luận, các môn khác thi trắc nghiệm. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên môn giáo dục công dân được đưa vào kỳ thi. Do đó, trong quá trình ôn tập, giáo viên cũng hướng dẫn học sinh giải quyết một số tình huống thực tế để các em có thể làm tốt bài thi. Bản thân em thì mới đầu thì thấy cũng hơi bất ngờ, nhưng mà sau một quá trình luyện tập thì em cũng quen dần với việc làm tự luận, làm trắc nghiệm rồi. Cho nên là cũng không có gì bất ngờ lắm. Và em cũng đang ôn tập tương đối là tốt. Cảm thấy hơi bị áp lực vì khi tổ hợp 3 môn thì có thể là rất áp lực trong thời gian phải thi liên tục. Hiện nay, trường Trung học Phổ thông Cần Đước tiếp tục phối hợp với phụ huynh quan tâm, hướng dẫn các em có kế hoạch học tập khoa học, đồng thời ôn thi theo phương châm, học đến đâu, nắm vững kiến thức đến đó, quyết tâm đạt thành tích tốt trong kỳ thi. Bản tin tiếp nối với phần tin trong nước. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ ngành trung ương và địa phương, đề nghị báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu đầu tư công giai đoạn 2011-2015, định hướng và đề xuất giải pháp thực hiện cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016-2020, phục vụ xây dựng đề án cơ cấu lại đầu tư công. Cụ thể, đối với giai đoạn 2011-2015, các đơn vị báo cáo về tình hình quy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư, tình hình cơ cấu lại đầu tư công, các kết quả đạt được, tồn tại hạn chế. Đối với giai đoạn 2016-2020, báo cáo cơ cấu lại đầu tư công theo định hướng quy động các nguồn vốn đầu tư giai đoạn này. Trong đó, nêu rõ các ngành lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư, các ngành lĩnh vực cần cơ cấu lại, thứ tự ưu tiên của từng ngành lĩnh vực được phân công phụ trách. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các đơn vị định hướng, đề xuất các giải pháp quy động nguồn vốn để phục vụ đầu tư phát triển và các giải pháp cơ cấu đầu tư công giai đoạn 2016-2020, báo cáo gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 4 tới. Do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, thời gian qua, người tiêu dùng ở Quảng Bình khá dè dặt với các loại hải sản. Tuy nhiên, sau khi các ngành chức năng công bố sự an toàn của các loại cá tần nổi và độ an toàn của biển miền Trung, thị trường hải sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã nhộn nhịp trở lại, lượng tiêu thụ hải sản bắt đầu gia tăng. Chợ Đồng Hới là trung tâm đầu mối mua bán các loại hải sản phục vụ du lịch và nhu cầu hàng ngày của người dân. Khu chợ có gần 100 gian hàng bày bán hải sản tươi sống. Gần một năm qua, chợ hải sản luôn trong tình trạng vắng vẻ. Tuy nhiên, những ngày gần đây, thị trường tiêu thụ hải sản ở Đồng Hới bắt đầu sôi động trở lại. Cả sáng và chiều, ngày nào cũng nhộn nhịp người mua, người bán. Hải sản này đối với cả buôn đi thấy họ ăn bình thường đó, họ đi mua mà cả biển với mực với đô thế này cũng đắt đấy, chứ không phải rẻ. Họ ăn nhiều, giá cả là cũng như hồi xưa, đắt chứ không rẻ mà họ đi cũng ăn thấy họ mua cũng bình thường lại nhiều người mua. Quầy hàng của bà Hoàng Thị Ngọc cách đây vài tháng, mỗi ngày chỉ bán được chừng khoảng vài kg cá mực các loại. Nhưng nhiều ngày trở lại đây, nhu cầu tiêu thụ hải sản của người dân và khách du lịch tăng cao. Có ngày, bà Ngọc bán được cả tạ hải sản các loại. Và hơn thế nữa, giá cả cũng ở mức khá cao. Tôm cá ổn định rồi, biển môi trường sạch rồi. Ăn cả mực là an toàn tuyệt đối rồi. Hàng ngày chỉ bán được 2 tạ mực. Bán lẻ con nhập nhà hàng chưa kể. Chưa kỳ vọng là có như cả khách du lịch thể trở về Quảng Bình. Nhật lệ là có những biển sạch, cái gì cũng sạch để ăn hải sản tươi sống trong những ngày dịp lễ 30 tháng 4 này. Thời điểm này, Quảng Bình đang vào mùa du lịch, lượng khách về với biển đang rất nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là các ngày nghỉ lễ. Do đó, nguồn hải sản tươi sạch, an toàn sẽ góp phần quan trọng làm sôi động mùa du lịch. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch tại Quảng Bình.